Tạo môn nó chặt quay đi. Người mau trở quay lập hàng kỳ. Trả chức trì cho Di Môn ta gã. Thank you.
Chia nhau rồi nóng nóng chảy cho hết chưa? Chia nhau rồi nóng chảy cho hết chưa?
Kính mời quý vị hướng tâm về ngôi chủ quyền trình lễ ba sáng.
mà quý vị hướng tâm vào quan âm bảo và đức phật đức thầy cảnh lễ ba sáng và mời quý vị xem phía trước. Kính mời quý vị hướng tâm về ngôi thông thiên cảnh lễ ba sáng. Ba ngôi thờ cúng cho gia đình trình đã xong cái đến là phần cầu nguyện trước bằng phật một lần ba lượt. Kính mời quý vị thành tâm hướng như bằng phật sáng ba sáng và kính mời quý vị đồng quỳ. Không có vị trí quỳ thì đứng cũng được. Người đứng người quỳ chắp tay đưa hương lên chán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho Đỗ Văn Tòng từ trần hưởng thọ 72 tuổi, nay là lễ chi quan nhờ ơn đức Phật từ bi cứu độ giáo linh được thông chốn mê đồ giảm sanh miền cực lạc. Kính mời quý vị đứng lên xá một xá và đồng thâu hương thống nhất để cảm ơn. Đồng tin đồng đều đệ tử đại bi tiếp dẫn nhân linh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vàng nhất thập nhất vàng phú tiên phú hoa đồng danh đồng hiệu đệ tử đại bi tiếp dẫn nhân linh A Di Đà Phật. Kính mời quý vị xá tam niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính mời quý vị xây dựng cho lần lễ nghi thức. Kính mời quý vị hướng tâm về ngôi tu quyền thịnh lễ ba sáng. Kính mời quý vị hướng tâm về hầu an tam bảo và đức Phật đức thầy thịnh lễ ba sáng. Dạ mời quý vị xây dựng trước. Kính mời quý vị hướng tâm về ngôi thông thiên và bằng cầu Phật xá ba sáng. Con và cháu lại linh cũ lại ba lại bốn lại đi quý vị để trả lại cho đội mai táng làm nhiệm vụ. Con và cháu còn kế tiếp xin trả lại cho đội mai táng làm nhiệm vụ.
Thank you.
để mà chút tiền. Dòm nổi chủng quan các bạn đánh chưa dòm. Này kiếm kiếm sáu mươi mình á. Sáu mươi hoặc người bên đó. Kiếm sáu cái này vậy mà không vậy. Cái này khác của bạn. Có sáu bốn rồi dòm này nè. Bên này gì? Quân canh làm cho cái đó. Đi qua mình trồng đúng. Lên nghe rồi. Kiếm chưa dắt đó. Rồi giờ bỏ trốn rồi giờ còn đâu. Tung ra. À giờ nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ừ, con leo lên luôn, leo ra ngoài luôn đi. Hai mẹ nó giờ dịch chút xíu chứ sao giờ có chuyện gì rồi. Mày kêu mà dừng hao bên đây mất chịu. Mở cái này là đạp rồi là nhúng dính hai cái đó. Mẹ đi. Nó bự nè. Thì đó đạp giá bự đi bạn. Bự quá mà dài vừa đó. Lại phải không? Rồi chở chở nè. Nè, nắm trở ra trên chút xíu bà mẹ nó nhầm gì đâu không nằm ngay chút giữa đường rồi ngày vừa rồi ngày vừa cũng cũng ngày ba cũng ngày ba lấy ống ra bỏ rồi đi rồi được chưa được chưa rồi bỏ gì thì đi gì bốn đá đó cái đá đứng lên hạ luôn đi đứng lên cái hạ luôn đi okay. Trời ơi giờ tao nói mày đứng lên cái hạ luôn đi Cái đổ hả? Đổ cái điều gì đi.